trong tay anh chỉ cầm có đó hoa, nên cửa nhà em anh chỉ đứng và ngó qua, không dám lại gần. Không phải do anh sợ gió, mà ở căn hộ đó em còn mẹ và có ba. And I need to tell you something. I really, 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 really like you. And I want. Khi chúng tôi lén lấy điện thoại cô chụp ảnh, chúng tôi kiểu. Và đây là cái kết. Chuyện lì xì ngày Tết. Ngày năm mới bác ạ.
lì xì ở chúc cháu tuổi mới thôi. Còn một năm cháu ở với bác ạ. Nhưng mà bác ơi, ôi, năm nay cháu cũng lớn rồi. Lớp 3 à? À, ok. À, nay năm mới hai đứa dậy bác lì xì cho nào. Dạ vâng, cháu cảm ơn bác. Đây nhá, bác lì xì cho Việt nhá, tuổi mới mong ăn cháu lớn nhá. Ôi, còn đây là của Minh Hoa này. Cô ơi, con Minh Hoa lớn nha, con phải mừng tuổi anh. À, thế thì thôi. Mắt em đẹp như là bồ câu, con đậu, con đậu. Với mái tóc dài là nhiều màu nâu, dáng điệu em. Chẳng hề yêu ai, em vẫn chưa hết quên được ai đó. Em vẫn đang còn nhớ về ai đó. Baby please don't hold me, baby please don't touch me. Em vẫn chưa hết quên được quá khứ, sao vẫn chẳng nhận nói người yêu anh như vậy. Anh chỉ qua chỉ là người thay thế, như vậy anh chỉ qua chỉ là người thay thế. Giờ đang đi quan sát đêm đông, đang đẹp như ánh dương ở giữa đàn bà bình đẳng.